Em làm gì ở đây vậy? Bỏ con cha đó ngay cho tao. Mày muốn là người thứ ba mày phá đám gia đình của người ta hả? Mình chia tay đi. Anh thấy chúng ta không hợp nhau. Tạt nước nè. Hồng Loan xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Đọc Truyện với Hồng Loan. Trong chương trình này thì Hồng Loan mong muốn chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những vấn đề về cuộc sống, về tình yêu, về hôn nhân, về xã hội, để mà chúng ta từ đó có thể hiểu được, biết được và có thêm một ít kinh nghiệm gì đó cho cuộc sống của mình, để cuộc sống mình ngày một tươi đẹp hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn. Và quan trọng là quý vị hãy cùng Hồng Loan, chúng ta cùng thư giãn một chút xíu khi nghe câu chuyện của Hồng Loan nha quý vị. Câu chuyện ngày hôm nay Hồng Loan muốn gửi đến quý vị là tâm sự của một người thứ ba. Đương nhiên thì ngoài xã hội ai cũng rất là chỉ trích cái người mà chấp nhận làm người thứ ba. Thì đôi khi người trong cuộc thì họ mới hiểu. Chúng ta thử tìm hiểu về tâm sự của con giáp thứ 13 này nha quý vị. Mời quý vị hãy cùng đến với câu chuyện của Hồng Loan. Tao đang yêu một người có gia đình mẹ. Thạch Thảo buộc miệng nói. Dân dời đôi mắt đen to quyền từ trang sách dày cộm, ngước nhìn Thạch Thảo thảng thốt. Mày nói cái gì? Dân lắp bắp hỏi lại. Mày nói cái gì? Tao nói tao đang yêu, nhưng trớ trêu thai, người đó đã có gia đình rồi. Bây giờ tao phải làm sao? Sao trắng gì nữa? Bỏ con cha đó ngay cho tao. Mày muốn là người thứ ba mày phá đám gia đình của người ta hả? Mày sẽ là đứa giật chồng người khác, cướp cha của những đứa trẻ tội nghiệp. Vậy thì thất đức lắm Thảo à. Ừ, tao biết, tao biết tao làm chuyện thất đức, nhưng tao yêu ông ta mẹ, yêu nhiều lắm. Nói tới đây, Thạch Thảo buông đôi cánh tay đang bấu chặt chiếc tạp dề xuống. Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi từ đáy mắt cô xuống đôi gò má hồng ngọt. Thật ra thì cô đã trải qua 2-3 mối tình, nhưng sâu đậm nhất phải là tình yêu hiện tại giữa cô và người đàn ông ấy. Huy, cô gặp anh trong một cái club trên tầng thượng vào đúng cái ngày cô thất tình với người yêu cũ. Hôm ấy vừa nhận được dòng tin nhắn chia tay, Thạch Thảo ráo quảnh, chẳng thèm cảm thấy đau lòng, cũng chẳng cần biết lý do thực sự sau dòng chữ "Mình chia tay đi, anh thấy chúng ta không hợp nhau." Cô chỉ tiện tay nhắn vài chữ "Ok, tùy anh", rồi bấm gửi trong vô thức. Vậy mà khi tắt nguồn chiếc điện thoại, cô ngồi đó lặng lẽ khóc rấm rứt như một đứa trẻ. Lòng cô thấy quặn đau vì một mối tình nữa ra đi nhanh chóng. Mấy ai không đau lòng khi nhìn thấy một người thương quá kẻ lạ ngay chính trong tim mình. Thạch Thảo tìm đến quầy rượu trên tầng thượng như một điểm dừng chân quen thuộc mỗi khi cô cảm thấy lòng trống rỗng. Cô ngồi lên quầy bartender, kêu một ly Cosmopolitan và nhâm nhi nỗi buồn một mình. Giữa tiếng nhạc ầm ĩ trong club, cô giấu tiếng lòng đang gào thét, đau đớn và mệt mỏi. Giữa không gian xô bồ, quay cuồng của những mái đầu xanh đỏ, vuốt keo láng bóng và những bộ quần áo xẻ ngực
hở tà, làn da trắng ngần phao phao diễn ra trước mắt. Nước mắt thập thảo âm thầm rơi trên ly cocktail màu hồng ngọt. Cô thường chọn Cosmo vì loại cocktail này như đại diện cho một quý cô kiêu hãnh, mạnh mẽ, nhưng bên trong lại đầy rẫy nỗi đau buồn chua chát. Nó như thể dành trọn cho cô trong cuộc đời nhiều sóng gió này. Quy tiến lại gần cô trong tiếng nhạc sập sình. Câu nói đầu tiên anh dành cho Thạch Thảo không phải là một lời thoại sáo rỗng của hàng vạn người đàn ông khác khi tán tỉnh một người con gái. Nó ân cần, dịu dàng và cho cô một cảm giác như được đồng cảm. Thật tình cờ khi có thể tìm thấy một người đang buồn cũng giống như mình giữa chốn ồn ào này. Thạch Thảo im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có một khuôn mặt phong trần, bộ râu quai nón nam tính, dáng vẻ rắn chắc, chững chạc của người đàn ông thành đạt. Anh khoác trên người bộ vest đắt tiền và tay anh mang chiếc đồng hồ sáng choang giá trị. Chào em, anh có thể ngồi đây được không? Anh lịch sự hỏi người con gái trước mặt. Cô gật đầu khẽ đồng ý. Đêm đó giữa âm thanh ồn ào của thế giới xung quanh, anh và cô như tạo ra một không gian riêng, im ắng của hai người. Cô cảm nhận được sự đồng điệu, ngọt dịu từ anh. Không hẳn vì trái tim cô đang chịu nhiều tổn thương mà để lòng mình rơi ngã vì một ai đó xa lạ. Chỉ đơn thuần cô đang rất cần một người có thể đồng cảm và tâm sự. Mày gặp hắn khi nào? Làng cha Huy mày hay kể cho tao nghe á hả? Thạch Thảo đáp hờ hững. Sao mày kể tao ổng được lắm mà. Không lẽ quen nhau gần năm trời giờ mày mới biết là chả có gia đình hả? Tao biết lâu rồi. Trời ơi, mày biết lâu rồi mà mày vẫn đâm đầu vô mày yêu ổng? Mày điên rồi hả Thảo? Thảo im lặng, mặt buồn rười rượi. Cô đưa tay quẹt dòng nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt. Cô đắn đo không trả lời câu hỏi của Dân, chỉ cúi đầu nói: vợ ảnh vừa nhắn tin cho tao. Hả? Trời ơi, bà nhắn gì cho mày? Chị ấy nói cần gặp tao nói chuyện. Là ngày mai đó. Chị là Mai, vợ anh Huy. Chị biết em và anh Huy có tình cảm với nhau. Chị mong được gặp em một lần để hai chị em mình tâm sự em nhé. Thảo nhớ về tin nhắn từ vợ của Huy và cú sốc nghiệt ngã nhất cuộc đời cô phải trải qua. Ngay từ đầu, Thạch Thảo đã biết Huy có vợ và một đứa con trai, nhưng cô vẫn bị dư vị đàn ông của Huy cuốn hút như một chất gây nghiện. Cô yêu, yêu cách anh chăm sóc cô như một đứa trẻ, yêu ánh mắt say đắm, nồng nhiệt của anh, yêu bàn tay ấm áp ôm trọn cô vào lòng mỗi khi cô rút người vào anh nũng nịu, yêu cả những lời nói đường mật ngọt ngào của Huy. Cô biết mình ở vào vị trí của người thứ ba là luôn phải ở trong góc khuất tối tăm, không bao giờ được bước ra ánh sáng. Nhưng vì tình yêu nồng nhiệt ấy, Thạch Thảo đã bắt đầu cảm giác ghen với vợ của Huy. Mỗi khi anh rời vòng tay của cô vội vã sau cuộc điện thoại của vợ, cô bỗng cảm thấy tổn thương khủng khiếp, như thể anh bỏ rơi cô lại với những thiệt thòi, đau khổ và bế tắc một mình. Cô bắt đầu biết trách móc vợ anh
khi thấy anh mặc chiếc áo vẫn còn nhăn nếp, chưa ủi thẳng. Hay nhìn chiếc nút áo đã có phần lỏng lẻo, chưa có bàn tay phụ nữ đơm giá. Đỉnh điểm hơn nữa, cô dựa vào nhan sắc tươi trẻ và sự quyến rũ của mình để chiêu dụ anh ở lại bên cô. Đều đặn lấy anh như một con chiên ngoan đạo. Lòng kiêu hãnh của một người đàn bà đẹp khiến Thạch Thảo mâu thuẫn với chính tình cảm của mình. Cô vừa muốn cự tuyệt tình cảm sai trái đó, vừa lại muốn chiếm hữu anh để thể hiện sức quyến rũ của mình. Và cuối cùng, cô thua trắng vì quyết định tuổi trẻ khờ dại, bốc đồng. Chị là Mai, vợ anh Huy. Chào em Thảo. Người phụ nữ với vẻ mặt đầm thắm, mặn mà, cất lời chào Thạch Thảo. Cô bất giác giật mình, đánh rơi chiếc muỗng pha cà phê xuống đất. Chị Mai chậm rãi cúi người, nhặt lên, cất giọng nhỏ nhẹ. Chị làm em giật mình à? Dạ không sao, không sao đâu chị. Thảo lúng túng trả lời. Mai khoan thai ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chị là một người phụ nữ phúc hậu, với vẻ đẹp mặn mà, truyền thống. Chị để tóc xõa, ôm gọn lấy gương mặt trái xoan, đôi môi mỏng, hấp hay nụ cười duyên, và cách đi đứng đầy vẻ tao nhã, chững chạc của một người có học. Chỉ điều đôi mắt chị đượm một nỗi buồn xa xăm. Chắc em cũng biết hôm nay chị đến đây vì điều gì rồi, phải không? Nhưng em biết, chị cứ nói à. Chị biết em là người có học vấn đàng hoàng, không phải loại gái quyến rũ đàn ông vì tiền. Nhưng em à, em còn trẻ, xinh đẹp, tự lập, lại có công việc đàng hoàng, sao lại đánh mất sự kiêu hãnh của mình như vậy? Em yêu anh ấy chị à. Thạch Thảo cảm thấy đầy tự hào khi mình có thể nói yêu một người đàn ông của người khác trước mặt họ một cách đầy tự tin như vậy. Bất giác ham muốn Huy phải là của cô trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng em có nghĩ Huy cũng yêu em không? Mai hỏi cô bằng một giọng bình thản đến lạ. Có chứ. Anh không yêu em thì tụi em đã không tới bên nhau một năm vừa qua hạnh phúc như vậy. Em nghĩ đi, chị đã bên anh ấy gần 10 năm qua, vậy anh có yêu chị không? Em nghĩ tốt nhất chị nên trả tự do cho anh ấy, vì anh không thật sự hạnh phúc khi bên cạnh chị. Thảo, em làm gì ở đây vậy? Giọng Huy hét lên giữa quán cà phê. Thạch Thảo vừa kịp nói dứt lời thì Huy đến. Bất ngờ trước cuộc hẹn ba người không đáng có, Huy vội giằng tay Thảo, đuổi ra khỏi quán. Em về ngay cho anh. Thạch Thảo sững người trước sự lúng túng, hoảng hốt của Huy. Khác xa hình ảnh người con trai điềm đạm, nam tính, ngọt ngào, luôn che chở cô. Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống, nói chuyện với em và cô ấy. Mai nhẹ nhàng kéo tay Huy ngồi xuống. Huy bất lực, ngồi phịch xuống chiếc ghế, ôm đầu, cúi mặt. Em là người chủ động hẹn cô ấy và anh ra đây để chúng ta cùng nhau nói chuyện rõ ràng. Nếu anh và Thảo yêu nhau thật lòng thì em sẽ ra đi với thằng con. Em đau có, ghen có, nhưng em nghĩ mình không thể trói buộc một người đàn ông đã không còn dành tình cảm cho hai mẹ con em nữa. Chị đừng giả tạo, lấy con ra khiến anh ấy thương hại. Người anh ấy yêu là tôi, chứ không phải chị.
Thảo điên tiết gào lên. Quy nạt Thảo gay gắt. Cô im đi. Thạch Thảo bỗng đau đớn nhận ra vào khoảnh khắc ấy, trong mắt Quy không hề có bóng dáng nào tình yêu thương dành cho cô. Thảo bất lực ngã dựa vào ghế, im lặng. Im lặng. Nước mắt cô ứa ra trong đáy mắt, nhưng cô quyết liệt buộc nó không được rơi xuống thành dòng yếu đuối. Mọi chuyện do anh quyết định cả, anh Huy à. Anh quyết định đi. Tối nay em sẽ tranh thủ dọn đồ của hai mẹ con em về ngoại. Anh biết anh sai rồi. Anh hối hận những việc anh đã làm. Em tha thứ cho anh nha em. Hình ảnh người cô yêu dở tan tành sau câu nói gian xin khẩn khoản của người đàn ông lạ trước mắt. Không, đó không phải là Huy mà cô yêu. Người cô yêu mạnh mẽ, quyết đoán nam tính như thế nào cô biết mà. Hẳn nhiên không phải là Huy đâu. Nước mắt chẳng thể nào ngăn được nữa, nó cứ rơi ào ạt trên mắt Thảo. Xin lỗi, chuyện của hai người, hai người tự quyết định, tôi về trước. Thảo không chịu nổi cảnh tượng quỳ lụy gian xin trước mặt vợ của Huy, nên vội vã đứng dậy chạy vụt đi ra đến phía đường lớn. Thảo thất thiểu ôm cái giỏ vô lòng, ngồi bệt xuống vệ đường mà khóc to như một đứa trẻ, mặc kệ bao ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Thảo rút điện thoại, cô cố gắng tìm một cái tên để cô dựa vào lúc yếu đuối này. Alo. Alo, tao nè. Sao vậy? Tiếng Dân vang vọng đầu dây bên kia. Có chuyện gì vậy? Dân, mày ra với tao được không? Tao mệt mỏi quá rồi Dân ơi. Thảo ráng kìm nén, giữ giọng bình thản. Mà có chuyện gì trước đã? Có gấp không? Anh Huy, anh Huy anh chọn vợ ảnh, không chọn tao. Anh không yêu tao nữa rồi mày ơi. Nói tới đây, Thảo hòa khóc nức nở trong điện thoại. Ê, ê, ở yên đó, tao tới liền, tao tới liền. Dân nhanh chóng cúp máy điện thoại. Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên, càng làm Thạch Thảo thêm đau lòng. Cô rấm rứt khóc. Thạch Thảo đứng lặng nhìn ra mặt biển xanh chết choáng nắng vàng, chiều ngã dần sang màu đỏ thẫm của hoàng hôn. Những áng mây lãng đãng trôi đang rớt xuống mặt biển màu mực xanh lơ trong veo. Một làn gió biển thổi qua mơn man trên mái tóc, thổi bay chiếc váy đầm của cô, lạnh toát vì của biển như thấm đượm trên đôi môi, mặn chát như vị mặn của nước mắt, làm Thạch Thảo muốn bật khóc. Chị ơi, sao chị đứng đây hoài vậy? Cô quay lại nhìn và chạm vào đôi mắt ngây thơ trong veo của em. Một cô bé thật dễ thương, với nước da đen nhẽm nắng cháy dị biển. Đôi mắt ấy xoe tròn nhìn Thạch Thảo không chớp. Em nhoẻn miệng cười thật tươi, xòe bàn tay chúng chím. Em tặng chị nè. Cô ngỡ ngàng nhận lấy từ em một giỏ ốc trắng, màu trắng thanh thoát, tinh khôi cũng như em, trong sáng như tia nắng đang rải ánh sáng trên vùng trời xanh thẳm. Sao em lại tặng chị giỏ ốc này? Vì chị yêu biển, ngày nào em cũng thấy chị đứng đây và nhìn biển, em biết là chị yêu biển. Chị để lên tai là nghe tiếng sóng biển đó. Yêu biển? Ừ, thì cũng có đó. Nhưng Thạch Thảo không gắn bó với biển như hiện tại chỉ vì yêu biển. Có lẽ
cô chỉ chọn nơi chân trời êm ả này làm chỗ trú chân cho quãng thời gian của quá khứ. Cái quá khứ của cô đã tưởng là tươi đẹp ấy, có người cô đã yêu và tưởng là được yêu. Vậy mà phút chốc nó dục biến mất như ngàn con sóng cuộn trào, rồi dở tan trên dải cát và ném cô vào trong mớ hỗn độn của niềm tổn thương da diết. Ráng chiều đã tắt, mặt trời đã khuất xa dưới chân trời, chỉ còn lại một vệt sáng dài trên mặt biển lấp loáng. Thạch Thảo nhìn quanh bãi biển đã thưa người. Cô bé nhỏ tặng cô giỏ ốc vẫn ngồi nghịch cát một mình bên chiếc thùng cũ kỹ, cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất, khẽ vuốt mái tóc lòa xòa vì biển. Thạch Thảo ngồi xuống bên cạnh cô bé. Cho chị làm quen nha. Em tên gì vậy? Nhà em ở đâu? Ngước đôi mắt trong veo nhìn cô, em cười tít mắt. Em tên là Thảo. Nhà của em trong kia kìa. Hôm nay ba đi rồi. Ủa, ba em đâu? Thạch Thảo trìu mến hỏi em. Ba đi đánh cá tuốt ngoài kia. Cô bé vừa nói vừa chỉ bóng thuyền khuất xa nơi chân trời. Ba em đi vậy thì em ở với ai? Em ở với mẹ hả? Em không có mẹ, em ở với bà nội. Còn mẹ em? Không biết. À, mẹ lên thiên đàng rồi. Thạch Thảo bất ngờ trước câu nói ngây thơ của em bé. Vẫn còn nhiều đứa trẻ có nỗi đau lớn hơn vết thương trong lòng của cô hiện tại, nhưng em vẫn luôn tươi cười. Nụ cười đủ sức làm cô cảm thấy ấm áp giữa phố biển lạnh giá này. Cô vội đưa tay lên vén mái tóc lòa xòa của Đậu để che đi thoáng bối rối của mình. Em nè, em có thương mẹ em không? Dạ thương trước. Ba em cũng thương mẹ. Ngày nào ba cũng lao hành của mẹ. Ba hay cho em coi hình của mẹ. Mẹ em đẹp lắm. Em nhớ mẹ nè. Hôm nay á, trước khi ba đi, ba cục tóc cho em nè, rồi nhắc em con nhớ lau hình của mẹ nha. Phải chăng một người lớn vấp ngã một lần cũng không dám đứng dậy, cứ đau khổ và cứ sống với nỗi buồn chất chứa trong lòng. Ước gì như em lạc quan cười vui không suy nghĩ và cảm thấy đời cũng trong veo như đôi mắt biết ấy. Bất giác cô mỉm cười thật tươi, ngước nhìn biển đang rơi vào màn đêm dạt sóng, khẽ nói: nè, bây giờ tụi mình cùng chơi ha. Thạch Thảo nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em bé. Bóng dáng hai chị em chìm vào trong tiếng sóng biển ào ạt vỗ bên bờ cát trắng. Tạt nước nè. Một câu chuyện về người thứ ba, nhưng mà cái đoạn kết thì có hậu ha quý vị. Hồng Loan nghĩ là cô gái này yêu người đàn ông đó không phải là tình yêu, mà nó giống như là một cái sự chứng tỏ cái tôi của mình. Mình là một người con gái trẻ đẹp, có thể níu kéo cái người đàn ông đó về phía của mình, là một cái tính ích kỷ, một cái gì đó. Nhưng mà người thứ ba thì họ cũng có cái nỗi đau của họ. Hồng Loan cũng muốn chia sẻ với cái cảm giác đau đớn của người thứ ba, lúc nào cũng phải âm thầm đau khổ chịu đựng trong bóng tối. Chia sẻ thôi, nhưng Hồng Loan không khuyến khích. Hồng Loan mong rằng mọi người chúng ta hãy cố gắng để mà mình đừng có bị rơi vào cái hoàn cảnh đó. Cái cảm giác đó rất là đau khổ. Người đàn ông mà khi mà đến với mình đó, thì ai cũng, ông nào cũng nói là anh và vợ không hạnh phúc,
vợ anh không có yêu thương chăm lo cho anh, nhưng mà chỉ người trong cuộc mới biết thôi. Thì khi mà ông ấy ở với vợ thì ông ấy như thế nào thì cô gái đó đâu có biết. Cô gái chỉ biết là ông ấy ngọt ngào yêu thương cô gái ấy như thế nào thôi. Chứ còn khi mà khuất mắt mình thì ông ấy nói về mình như thế nào làm sao mình biết được. Cho nên chúng ta hãy cố gắng hết để mà tránh xa những cái hoàn cảnh đó. Mặc dù là mình đang trong lòng mình đang yếu đuối hay là mình đang cần một cái bờ vai, một cái vòng tay, nhưng mình cũng nên tìm hiểu cho rõ và cũng nên phải lý trí là có nên tiến tới với cái người đó hay không. Đó là những sự đau khổ mà tự mình đem đến cho mình. Chúng ta tìm hiểu thử về tâm trạng của người thứ ba để chúng ta hiểu thêm một chút. Thì khi là mình là người vợ thì mình có thể tìm hiểu cái suy nghĩ của người thứ ba đó, thì mình làm như thế nào để mà mình níu kéo cái hạnh phúc của gia đình mình lại. Một sự chia sẻ rất là nhỏ của Hồng Loan trong cuộc sống này đến với quý vị, thì hy vọng là quý vị sẽ rút ra được một kinh nghiệm sống gì đó khi gia đình của mình, hay là khi bạn bè, anh chị em, những người thân của mình, hay là khi bản thân mình gặp vào những cái trường hợp đó, để mình có một cái sự kinh nghiệm cho cái cuộc sống nó được tươi đẹp hơn. Rất cảm ơn quý vị đã cùng chia sẻ, đã cùng lắng nghe, đã cùng theo dõi chương trình của Hồng Loan. Quý vị nhớ là khi mà quý vị nảy sinh ra một cái ý gì đó thì có thể comment ở bên dưới nè, Hồng Loan sẽ đọc. Và một hôm nào đó Hồng Loan sẽ cùng chia sẻ với quý vị, Hồng Loan sẽ đọc những comment đó và Hồng Loan trả lời, và chúng ta cùng trò chuyện với nhau ha quý vị. Và quý vị có những mẫu chuyện gì hay, hay là có những gì cần chia sẻ, góp ý với Hồng Loan, thì hãy liên lạc với Hồng Loan qua địa chỉ email. Địa chỉ email dưới đây nha, quý vị ghi xuống nha. Cần gì thì cứ email cho Hồng Loan, chắc chắn Hồng Loan sẽ trả lời cho quý vị. Và điều quan trọng nhất là quý vị phải đăng ký cái kênh của Hồng Loan, Hồng Loan Channel, subscribe cái kênh này, để mà Hồng Loan nhìn thấy cái lượng subscribe của mình nó ngày càng lớn hơn thì mình sẽ háo hức, mình làm thêm được nhiều chương trình hay hơn, ý nghĩa hơn, để chúng ta sẽ gặp gỡ nhau thường xuyên hơn và cùng chia sẻ với nhau về cuộc sống nhiều hơn nữa. Subscribe xong, đăng ký xong thì quý vị nhớ là phải like nữa. Like để mà Hồng Loan biết là quý vị thích chương trình của Hồng Loan thì Hồng Loan sẽ làm nhiều hơn. Và quý vị phải nhớ là ấn vô cái chuông đây nè. Cái chuông này á, để mà khi Hồng Loan post lên một cái chương trình nào mới hay là một cái tâm sự gì mới á, thì quý vị sẽ biết ngay, để mà quý vị theo dõi cái chương trình đó, quý vị sẽ không bỏ sót bất kỳ chương trình nào của Hồng Loan hết. Rất mong là sẽ gặp lại quý vị hàng tuần. Quý vị sẽ ngồi trước màn hình hoặc là lắng nghe những câu chuyện của Hồng Loan và chia sẻ với Hồng Loan. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại vào kỳ sau. Xin tạm biệt quý vị. Có chứ. Có chứ. Đứng cười không? Chị ơi, sao chị đứng đây hoài vậy? Ok, được rồi, được rồi. Rồi. Vì chị yêu biển. Ok, y chiếu biển. Như vậy. Ba thường cho em coi hình của mẹ. Wait, ba em. Ba thường cho Wait, em. Let me see again, let me see who's it. Em tên là Đậu. Em tên là Đậu. Nhà em tuốt trên kia kìa. Là em tuốt trên kia kìa. Nhà em tuốt trên kia kìa. Là em tuốt trên.